Dạ, rồi xin kính chào quý cô chú và anh chị. Thì hôm nay em có về một số đồ đồng, đồ gốm và đồ gỗ xưa được để giao lưu với cô chú và anh chị. Thì lời nói đầu tiên em xin chúc quý cô chú và anh chị được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Thì mã số đồ đầu tiên hôm nay là mã số 1F. Em có một cái ấm trà chất liệu là bằng đồng, tay cầm là bằng gỗ nha cô chú anh chị. Được chạm nổi những hình hoa văn, những con hạc ở đây rất là đẹp. Ở đằng sau thì có cái mộc truyện. Chiều cao từ cái tay cầm với tới đế ấm trà là 20. Chiều dài từ cái miệng ấm trà tới sau lưng ấm trà là 17. Chu vi hoành đế là 35. Cân nặng của cái ấm trà là 1,2 kg. Hàng lành lặn và liên lạc nha cô chú anh chị. Hàng rất là dày. Bên trong trên đế. Rồi mã số 1F em giao lưu với quý cô chú là anh chị là 3.200.000 đồng. Em bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú và anh chị. Em tên Trực, em ở phường Thái Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939663557, cũng là số Zalo và số Facebook của em. Rồi mã số 2F đây em có một cái song trầm. Được chạm nổi những hoa văn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Trên nắp xanh trầm tay cầm thì có một con rồng quấn quanh. Chất liệu là bằng đồng. Chiều cao xong trầm là 24. Chiều ngang hai tay của xong trầm là 20. Chu vi hoàn bụng là 42. Chu vi hoàn đế là 32. Hàng lành lặn và liên lạc nha cô chú và anh chị. Mình bỏ xong trầm vào đây rồi. Nó rất là thơm. Rồi trên đế có mộc. Rồi mã số 2F em giao lưu với quý cô chú anh chị là 2.100.000 đồng. Em bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú và anh chị. Rồi đây mã số 3F em cũng có một cái song trầm. Chất liệu bằng đồng. Song long nha cô chú anh chị. Bên hai tay cầm có hai con rồng. Ở trên nắp cũng có hai con rồng. Chiều cao song trầm là 17. Chu vi hoành bụng là 33. Chu vi hoành đế là 25. Cân nặng của cái song trầm là 950 g. Mình tính 900 g thôi. Hàng cũng rất dày. Song trầm mini nha cô chú anh chị. Bên trong chân đế. Rồi mã số 3F em giao lưu với quý cô chú anh chị 1.100.000 đồng. Em bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú và anh chị. Số điện thoại của em là 0939663557, cũng là số Zalo và Facebook của em. Đây em mã số 4F, em có một cái ấm trà. Chất liệu là bằng đồng. Hình tổ chim nha cô chú anh chị. Rất là. Chiều cao của ấm trà là 15. Chiều dài của ấm trà là 21. Chu vi hoàn bụng là 32. Cân nặng của ấm trà này 700 g. Chân đế. Hàng lành lặn và liên lạc. Em bao cô chú anh chị về xài. Rồi mã số 4F em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1.000.000. Em bao bán bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú và anh chị. Thì mã số 5F đây em có một cặp quy hóa rồng. Chất liệu là bằng đồng. Trên lưng thì được đúc hình bát quái nha. Và những sâu đồng tiền quấn quanh. Chiều cao của quy hóa rồng là 11. Chu vi hoành đế bốn chân của quy là 34. Cân nặng của một cặp quy hóa rồng này là 1,4 kg yếu nha, mình tính 1,3 kg thôi. Nặng của một cặp quy hóa rồng này là 1,4 kg yếu, mình tính 1,3 kg.
Rồi, mã số 5F cặp quy hóa rồng em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1 triệu đồng, em bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú và anh chị. Thì đây mã số 6F. Em có một ông Gia Cát Lượng đang ngồi trên bàn đá. Chất liệu là bằng đồng. Chiều cao của ông Gia Cát Lượng là 22. Chu vi hoành bụng là 47. Chu vi hoành đế là 45. Cân nặng của ông Gia Cát Lượng là 1,350 kg, mình tính 1,3 kg thôi. Rồi mã số 6F em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1 triệu, em bán bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú và anh chị. Rồi mã số 7F đây em có một bộ ấm trà, chất liệu là bằng đồng. Gồm có một cái khay, 4 cái ly và một cái ấm trà. Ấm trà này thì được chạm nổi những hình hoa văn, những bông hoa. Bên này thì có một con công, một nai cô chú anh chị. Chiều cao của ấm trà là 19. Chiều ngang ấm trà là 14. Chu vi hoành đế của ấm trà là 39. Đó là thông số của cái ấm trà. Còn đây là 4 cái ly, rất là dày cô chú anh chị. Chiều cao của ly là 3 phân. Chiều ngang của ly là 3, cũng là 3 cm nha cô chú anh chị. Đây là 4 ly. Còn cái khay này thì hình hoa mai. Được bằng đồng, chất liệu cũng bằng đồng. Có chạm ông Phật Di Lặc đang ngồi. Chiều ngang cái mâm là 28. Rồi đến cân trọng lượng của cái bộ ấm trà. Tổng trọng lượng cái bộ ấm trà là 1,850 kg, mình tính 1,8 kg thôi. Rồi mã số 7F em giao lưu với quý cô chú và anh chị 2 triệu, em bán bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú và anh chị. Số của điện thoại của em là 0939663557, cũng là số Zalo và số Facebook của em. Rồi mã số 8F đây em có một con cá chép vàng đang nhả trâu, lướt trên ngọn sóng. Chất liệu là bằng đồng. Chiều cao là 40. Chu vi hoành đế là 42. Cân nặng của con cá chép này là 3,9 kg giác, mình tính 3,9 kg thôi. Rồi mã số 8F em giao lưu với quý cô chú anh chị là 2,700,000 đồng, em bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú và anh chị. Rồi mã số 10F, 9F đây em có một cặp đèn dầu, chất liệu là bằng đồng. Ống khói là bây giờ nha cô chú anh chị, có hàng có sao thì em nói vậy. Chiều cao từ chân đế lên tới ống khói là 22. Chiều cao từ chân đế tới cái họng ống đèn là 15. Chu vi hoành bụng là 24. Chu vi ba cái chân là 35. Ống khói là bây giờ nha cô chú anh chị. Rồi cân nặng của cặp đèn này là 350g, mình tính 300g thôi. Chất liệu là bằng đồng. Rồi mã số 9F em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1,600,000 đồng, em bao bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú và anh chị. Rồi mã số 10F ở đây em có một, cũng có một cái đèn dầu, chất liệu là bằng đồng, đồng xưa nha cô chú anh chị. Ống khói rin theo đèn luôn. Chiều cao từ chân đế tới ống khói là 50. Chiều cao từ chân đế tới cái họng đèn là 29.
Chu vi hoành bụng là 37. Chu vi hoành đế là 39. Cân nặng của cái đèn này là gần 700 g. Mình tính 650 g thôi cô chú anh chị. Rồi mã số 10F em giao lưu với quý cô chú anh chị là 2 triệu. Em bán bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú và anh chị. Rồi mã số 11F đây, em có một cái mâm trơn. Mâm này để bưng cơm, bưng nước cho ông bà mình ăn. Chất liệu là bằng đồng. Chiều ngang mâm là 52. Lọt lòng là 40. Cân nặng của một cái mâm là 1,5 kg 50, mình tính 1,5 kg thôi. Dạ. Rồi mã số 11F em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1.600.000 đồng. Em bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú và anh chị. Số điện thoại của em là 0939 663 557, cũng là số Zalo và số Facebook của em. Thì đây mã số 12F em có một cặp bình gốm chất gốm tàu xưa hàng vẽ tay, tích là những con hạt. Chiều cao là 42. Chiều ngang miệng bình là 12. Chu vi hoành bụng là 61. Chu vi hoành đế là 51. Rồi, chân đế. Hàng lằn lặn và liên lạc. Rồi. Rồi mã số 12F em giao lưu với quý cô chú anh chị là 3.700.000 đồng. Em bao đánh bóng và bao phí ship. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú và anh chị. Rồi mã số 13F đây, em cũng có một cặp bình gốm. Gốm tàu xưa hàng vẽ tay. Bình hình lục giác nha cô chú anh chị. Tích là bát tên hội tụ. Chiều cao là 53. Chiều dài cái miệng của cái bình này là 17. Chiều ngang cái miệng bình là 12. Hàng lành lặn và liên lạc. Đây chân đế. Không sức mẹ hay chấp vá chỗ nào hết. Rồi mã số 13F em giao lưu với quý cô chú và anh chị 3.900.000 đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú và anh chị. Rồi mã số 14F đây, em cũng có một cặp bình gốm tàu xưa hàng vẽ tay. Tích là 12 con giáp. Bình lục giác nha cô chú anh chị. Chiều cao là 55. Chiều ngang miệng bình là 14. Chu vi hoành bụng là 76. Chu vi hoành đế là 52. Hàng lành lặn và liên lạc. Đây chân đế. Rồi mã số 14F em giao lưu với quý cô chú anh chị là 3.900.000 đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú và anh chị. Rồi mã số 15F đây, em có một cặp bình gốm tàu xưa hàng vẽ tay. Tích là bát hoa. Màu vàng rất là đẹp cho cô chú anh chị. Chiều cao là 68. Chiều ngang miệng bình là 19 năm. Chu vi cái bụng bình là 100. Chu vi hoành đế là 63. Hàng lành lặn và liên lạc. Đây chân đế này của chú anh chị. Không bị xích mẻ hay chấp vá chỗ nào hết. Rồi mã số 15F em giao lưu với quý cô chú anh chị là 3.900.000 đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú và anh chị. Rồi mã số 16F
16F đây. Em có 3 bức tranh giấy tàu xưa hàng vẽ tay. Bức tranh đầu tiên là một con đại bàng đang tung cánh. Ở đây có hai hàng chữ tàu và có cái mộc. Rồi cái tích thứ hai đây là quan công cưỡi ngựa xuất thố. Đi đánh trận nha cô chú anh chị. Giấy tàu xưa hàng vẽ tay. Người ta vẽ rất là sống động. Rất là thật nha cô chú anh chị. Rồi. Cái tích thứ ba là một vị quan âm đang ngồi trên người ta vẽ rất là giống, rất là đẹp cô chú anh chị. Rồi, điểm đo thông số. Chiều dài của bức tranh này là 1,5 m. Chiều ngang bức tranh là 67. Rồi, mã số 17F. Em giao lưu với quý cô chú mỗi bức tranh là 400.000 đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú. Mã số 16F. Em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400.000 đồng một bức tranh. Rồi mã số 17 đây em có một cái tủ thờ chất liệu là gõ đỏ. Thì theo thời gian 5 tháng em giao lưu với nhà dân được thì xài thì nó có bị nứt nhẹ ở đây một đường nha cô chú anh chị. Hàng có sao thì em nói vậy. Cái này là được chạm ốc xưa nha cơ. Rồi. Bên trong này cô chú anh chị. Chiều cao ở cái tủ là 1,55 m. Chiều ngang mặt tủ là 1,29 m. Chiều sâu mặt tủ là 51. Chất liệu là gõ đỏ. Được cẩn những con ốc 7 màu trên này. Mặt trước và hai mặt hông. Thì em giao lưu của nhà dân về em chưa vệ sinh lại. Nếu cô chú nào có giao lưu với em thì em cho vệ sinh và làm bóng lại. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi mã số 17F em giao lưu với quý cô chú anh chị là 15 triệu. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú và anh chị. Thì mã số 17 cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay. Thì em xin chúc quý cô chú anh chị nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Em xin cảm ơn.